Trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng bảo vệ khung thành bên phía cánh trái. Tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn, và đây là một pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Ngày hôm nay thì Huỳnh Như ngồi trên băng ghế dự bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Có lẽ là trước một đối thủ không được đánh giá quá mạnh như Indonesia thì ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam đã để Huỳnh Như ngồi dự bị. Và như chúng ta biết, ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam có đến 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Và phần nào đó chúng ta cũng có thể thấy được rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự của mình đang tính toán đến những bước đường xa hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong trận đấu ra quân thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã hòa đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số là 1-1, và đó là một kết quả hết sức đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Dương Thị Vân. Bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, và chúng ta đã chơi khá tốt. Nhưng đáng tiếc là ở khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu, phút thứ 88, thì đội tuyển nữ Việt Nam đã bị thùng lưới từ pha dứt điểm của Tanikan bên phía Thái Lan. Đó là một kết quả hết sức đáng tiếc dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và ngay lập tức sau tiếng còi khai cuộc ở trận này thì các cô gái Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công. Chắc chắn là chúng ta đang muốn sớm có bàn thắng để tạo lợi thế tinh thần trước các cầu thủ Indonesia. Rõ ràng trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và trong lịch sử đối đầu ở các giải đấu cấp khu vực như giải bóng đá nữ Đông Nam Á hay SEA Games thì chúng ta cũng có được thành tích toàn thắng trước bóng đá nữ Indonesia. Ngày hôm nay thì Huỳnh Như không ra sân ngay từ đầu. Đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là tiền đạo Phạm Hải Yến. Hỗ trợ cho Hải Yến sẽ là Tuyết Dung và Vũ Thị Thúy. Đây là Nguyễn Thị Liễu, người đã không thi đấu ở trận đấu đầu tiên. Các cổ động viên Việt Nam đang chờ đợi một chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay sau khi chúng ta đã có một kết quả không như ý muốn trước đội tuyển Thái Lan ở lượt đấu thứ nhất. Và trước một đối thủ được đánh giá không cao như Indonesia thì hy vọng của các cổ động viên Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Cho đến nay thì trong những lần đối đầu tại trường SEA Games cũng như tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lấn lướt các cô gái Indonesia, thì chúng ta đều giành chiến thắng. Tại SEA Games năm 1997 thì ở trận đấu tranh huy chương đồng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số là 2-0. Năm 2001 thì ở vòng bảng các cô gái của chúng ta giành chiến thắng đậm 6-0 trước Indonesia. Năm 2003 cũng ở vòng bảng SEA Games thì đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số tương tự 6-0 trước các cô gái Indonesia. Và năm 2005 ở vòng bảng môn bóng nữ SEA Games thì chúng ta thậm chí còn thắng đậm hơn với kết quả là 8-0 trước Indonesia. Với những sự thay đổi trong trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng ban huấn luyện đã có những tính toán để đội tuyển nữ Việt Nam vừa có được một chiến thắng để giành quyền vào bán kết và vừa bảo toàn được quân số, tránh những chấn thương không đáng có để chúng ta tính những kế hoạch đường dài hơn. Đây là Vũ Thị Thúy. Cơ hội. Bóng không đến được vị trí của Hải Yến. Một quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó thì đội tuyển nữ Indonesia đã có một tình huống tấn công với một pha đánh đầu sau tình huống đá phạt của một cầu thủ. Đó là những tình huống mà bóng đá nữ Việt Nam cần phải hạn chế. Bởi dù được đánh giá, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan.
một tình huống xử lý bóng không tốt của thủ môn Mofise bên phía Indonesia. Chúng ta cần phải có nhiều hơn những tình huống gây áp lực như vừa rồi. Ngày hôm nay tuy bị đánh giá yếu hơn nhưng chắc chắn là cầu thủ Indonesia cũng không dễ dàng chịu buông xuôi trước đội tuyển nữ Việt Nam. Và điểm mạnh của họ là về mặt thể lực. Chúng ta có thể thấy là cầu thủ Indonesia đã nhập cuộc khá tự tin và họ cũng đã có được ít nhất một tình huống ấn tượng về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là một tình huống chơi bóng bổng. Đây cũng là một điều mà ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức chú ý nếu không muốn bị thủng lưới. Thêm một pha lấy bóng nữa của các cô gái Việt Nam. Và lúc này thì Hải Yến đang bị theo rất sát. Chắc chắn là các cầu thủ nữ Indonesia đã nghiên cứu lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp Thái Lan. Và ngày hôm nay thì có lẽ là họ cũng sẽ có những đối sách trước đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Như chúng ta cũng hy vọng là các cô gái áo trắng sẽ tiếp tục chơi tốt, phát huy được những điểm mạnh trong trận đấu với Thái Lan và hạn chế được những điều còn chưa tốt để có được một kết quả tối ưu trong trận đấu ngày hôm nay, thậm chí là một chiến thắng đậm. Từ đầu trận đến giờ thì chúng ta tấn công khá nhiều ở trung lộ. Có lẽ các đường truyền sẽ tập trung cho Hải Yến. Hơn 5 phút hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Indonesia và Việt Nam đã trôi qua. Và tỷ số trên sân vận động Minyan vào lúc này vẫn đang là không đều. Thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam ngày hôm nay sẽ là Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Liễu. Hai cầu thủ đã không ra sân từ đầu trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan. Như vậy là một cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Việt Nam đã bị phạm lỗi. Người bị phạm lỗi là Nguyễn Thị Vạn. Sẽ có một quả phạt góc lệch về hướng cánh trái cho đội tuyển nữ Việt Nam. Ngoài việc tấn công bóng sống tốt thì chúng ta cũng cần phải nỗ lực để có thể tận dụng thành công những pha bóng cố định như thế này. Sẽ có rất nhiều sự khó khăn bởi vì hàng phòng ngự của Indonesia chơi rất tốt. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi đã nói tới những tình huống tận dụng những pha phối hợp và những tình huống cố định. Người ghi bàn là Tuyết Dung. Tuyết Dung đã có một hành động cổ vũ tinh thần của các đồng đội. Một pha sóng gió trước khung thành của thủ môn đội tuyển Indonesia. Tuyết Dung rất nhanh. Tuyết Dung vừa rồi đã băng vào cắt mặt. Cùng với Tuyết Dung còn có một đồng đội nữa, nhưng Tuyết Dung là người chạm bóng cuối cùng. Đó là một cú chạm bóng đầy tinh tế. Tuyết Dung đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước. Và đó là một lợi thế không những về mặt chuyên môn mà còn cả về mặt tinh thần dành cho các cô gái của chúng ta. Chúng ta đã mở được tỷ số từ khá sớm khi mà hiệp 1 của trận đấu mới chỉ bước sang phút thứ 8. Có lẽ là trong bàn thắng mở tỷ số vừa rồi, chúng ta cũng đã đoán định được rằng nếu chơi bóng bổng thì hàng phòng ngự của Indonesia sẽ là những người chiếm được lợi thế. Và vừa rồi với quả đá phạt của mình thì các cầu thủ nữ Việt Nam đã tạo ra bất ngờ với một tình huống đưa bóng vào ở tầm thấp và đã có một tình huống chạy cắt mặt của đồng đội. Chúng ta đã có được bàn thắng, một sự khởi đầu tốt dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Như vậy là hai bàn thắng mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có được cho tới thời điểm này tại SEA Games 30 đều từ
hướng tấn công bên phía cánh trái. Trước đó trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì Thái Thị Thảo cũng đã có một đường chuyền rất tuyệt vời cho Dương Thị Vân bằng vào đánh đầu để ghi bàn. Và một điều rất đáng chú ý là Dương Thị Vân chỉ có chiều cao 1m53, cầu thủ thấp nhất trên sân trong trận đấu đội tuyển nữ Thái Lan, nhưng lại có một pha đánh đầu thành bàn. Một cơ hội nữa, không được. Quả tạt bóng vừa rồi là của Phạm Thị Tươi, và người đã dứt điểm cuối cùng là Nguyễn Thị Vạn. Một cú đánh đầu nhưng điểm tiếp bóng không được như ý muốn. Cú tạt bóng là rất dẻo, và trong trường hợp này thì đã không có một hậu vệ nào của Indonesia theo kèm Nguyễn Thị Vạn. Chúng ta đang ép sân hoàn toàn, điều đó không có gì là khó hiểu, bởi vì trước trận này chúng ta được đánh giá cao hơn. Thêm một tình huống tấn công ở bên phía cánh trái nữa của các cầu thủ áo trắng, khá nguy hiểm, bóng trôi ngang qua khung thành. Vừa rồi là nỗ lực của Hải Yến. Hải Yến đã băng xuống, và với nỗ lực của mình thì cầu thủ mang áo số 12 của đội tuyển Việt Nam vẫn đưa bóng được vào phía trong, nhưng quả tạt bóng vừa rồi là hơi sâu. Thế trận trên sân đang nghiêng hoàn toàn về phía các cô gái áo trắng. Đây là Vũ Thị Nhung. Có lẽ Hải Yến đã rơi vào thế việt vị. Đúng là như vậy. Trước khi nhận đường chuyền của Vũ Thị Nhung thì Hải Yến đã đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng bên phía đội tuyển nữ Indonesia. Nhưng đó cũng là những miếng tấn công có thể mang lại những cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung. Cú sút ngay, nhưng cú sút của Tuyết Dung không thực sự tốt. Sau trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ rằng một điểm trong trận đấu ra quân là một kết quả khiến ông hài lòng, bởi đội tuyển nữ Thái Lan và chúng ta đều có được những may mắn trong trận đấu đó khi có những thời điểm sang ngang và cột dọc đã cứu nguy cho khung thành của cả hai đội. Và điều quan trọng là chúng ta cần hướng tới những trận đấu tiếp theo. Đội tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu tập trung và có thêm những bàn thắng để có được một hiệu số tốt cạnh tranh với đội tuyển nữ Thái Lan. Sau khi đã vượt qua được đội tuyển nữ Thái Lan tại giải bóng nữ vô địch Đông Nam Á vừa qua, chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn một lần nữa vượt qua được đối thủ này tại đấu trường SEA Games. Đánh đầu 2-0 dành cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Rất nhanh thôi, không lâu sau bàn thắng mở tỷ số thì các cầu thủ chúng ta đã nhân đôi được cách biệt. Và người đã nâng tỷ số lên 2-0 là Nguyễn Thị Vạn. Lần này Tuyết Dung không ghi bàn mà đóng vai trò là người kiến tạo với một cú đá phạt rất tốt, một cú chẹo bóng đúng điểm rời. Nguyễn Thị Vạn đã đánh đầu trong một tư thế khá thoải mái, và điều gì phải đến cũng đã đến. 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Có thể thấy các cầu thủ Việt Nam tuy không có lợi thế về mặt thể hình và chiều cao, nhưng chúng ta tỏ ra rất khôn ngoan, chọn điểm rời chính xác, và chúng ta đã có được 2 bàn thắng. Tiếp tục là Tuyết Dung với một dấu ấn từ đường kiến tạo vô cùng tuyệt vời. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi vào phút 14 của trận đấu. Như vậy là Tuyết Dung đã góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng cho đến thời điểm này của các gái áo trắng. Tuyết Dung. Tuyết Dung vào lúc này đang hoạt động khá rộng. Thực sự là từ đầu cho đến giờ thì hàng phòng ngự của Indonesia và thủ môn của họ đã phải hoạt động hết sức vất vả. Quả tạt vừa rồi là hơi sâu.
chúng ta đang tấn công khá đa dạng, nhưng chủ yếu hướng tấn công từ đầu cho đến giờ vẫn là ở bên phía cánh trái. Trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ tung vào sân một tiền đạo thực sự là Hải Yến. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta thi đấu với một đội hình giàu sức tấn công, bởi hỗ trợ cho Hải Yến có Tuyết Dung và Vũ Thị Thúy là hai mẫu tiền vệ cánh hoạt động rất rộng. Và ở phía dưới thì Vũ Thị Nhung và Phạm Thị Tươi cũng liên tục dâng cao để tấn công, tạo sức mạnh cho đôi cánh của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước một đối thủ đánh giá không cao như Indonesia thì các hậu vệ biên dâng cao cũng không có gì lạ. Thêm một tình huống lên bóng ở bên phía cánh trái nữa. Các hậu vệ của Indonesia vào lúc này vẫn đang rất cố gắng để hóa giải những pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng họ đang chơi có phần lúng túng. Sự gắn kết là điều mà chúng ta đã thấy được trong những pha phập tấn công của các gói áo trắng. Cơ hội! Không được! Và chớp thời cơ rất nhanh của Hải Yến. Tình huống xử lý lúng túng của cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia. Hậu vệ mang áo số 3, Rizky. Và suýt chút nữa thì Hải Yến đã có thể nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vẫn là các cô gái Việt Nam. Từ đầu cho đến giờ thì Hải Yến thường chơi lệch trái. Đá từ xa. Cơ hội dứt điểm vẫn không vào. Rất tiếc, chút nữa tỷ số đã là 3-0. Nếu như trận đứng vừa rồi Hải Yến chính xác hơn. Đường truyền của Vũ Thị Thúy. Thủ môn của Indonesia đã rất cố gắng. Chỉ tiếc là Hải Yến ở pha dứt điểm cuối cùng của mình lại đưa bóng không chính xác. Nếu như Hải Yến chính xác hơn, chắc chắn là đã có bàn thắng thứ 3 cho các cô gái của chúng ta. Rõ ràng là trong những phút đã qua của trận đấu thì đội tuyển nữ Indonesia đã bộc lộ không ít những khoảng trống, những sai lầm cá nhân. Và chúng ta cũng đã có cơ hội từ những tình huống như vậy. Nguyễn Thị Vạn đã bị kéo ngã. Và sẽ có một quả đá phạt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền vệ mặc áo số 18 thi đấu rất khéo léo và khôn ngoan. Đứng trước bóng lúc này tiếp tục là Tuyết Dung. Và với khả năng của Tuyết Dung thì rất có thể sẽ là một cú sút trực tiếp, quả treo bóng thẳng vào khung thành của thủ môn Indonesia. Tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Vẫn là từ cái chân của Tuyết Dung, người ghi bàn là Nguyễn Thị Vạn. Một cú đúp cho Nguyễn Thị Vạn khi trận đấu vẫn chưa đi qua được một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Nguyễn Thị Vạn đã dứt điểm cận thành, một cú đệm bóng và không có cơ hội cứu thua cho thủ môn của Indonesia. Rất căng. Sau bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, chúng ta đã thấy được những cái lỡ đầu ngao ngán của các cô gái Indonesia. Cũng có thể thấy rằng hàng phòng ngự của Indonesia và thủ môn của họ đã chơi hết sức cố gắng. Nhưng vào lúc này thì sự lúng túng trong những tình huống phòng ngự của các cô áo đỏ vẫn đang được bộc lộ hết sức rõ ràng. Tuyết Dung rất cố gắng, khá nguy hiểm. Những tình huống thoát xuống ở bên phía cánh phải và đưa bóng vào của Tuyết Dung sẽ tạo ra thêm những cơ hội cho các cô gái của chúng ta ghi thêm bàn thắng.
tuyển nữ Việt Nam đang có được những pha tấn công tương đối dễ dàng và không phải chịu những sự áp sát và phòng ngự của đối thủ khi mà các cầu thủ nữ Indonesia tỏ ra khá non nớt. Có lẽ những bàn thắng tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và rất có thể huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có những sự thay đổi để nhiều cầu thủ sẽ được ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Pha xử lý hết sức vụng về của các cô gái áo đỏ. Có lẽ việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng đã ảnh hưởng đến những pha xử lý bóng của cầu thủ hai bên, nhất là cầu thủ Indonesia. Và những pha bóng vụng về cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta cần phải giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm trước Indonesia, vừa phải bảo toàn lực lượng, cũng cần phải hết sức cẩn trọng khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo bởi vì rất dễ dính chấn thương. Hành lang trái của đội tuyển nữ Việt Nam thì trong những pha tấn công ở bên phía cánh này, chúng ta có thể thấy sự nổi bật của Vũ Thị Thúy với những tình huống tạt bóng vào. Phạm Thị Tươi không có cơ hội phản công dành cho Indonesia và bóng vào lúc này hầu như chỉ lăn bên phía phần sân của đội bóng áo đỏ. Chúng ta đã ép sân hoàn toàn. Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Vạn dứt điểm khá nguy hiểm, bóng trúc xa ngang. Nguyễn Thị Vạn chút nữa đã có được một cú hat-trick nếu như vừa rồi thần may mắn mỉm cười với cầu thủ mang áo số 18 của đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đá bằng chân trái rất tốt và đầy ngẫu hứng. Cú đá từ khoảng cách cũng khá xa. Màn thể hiện của Nguyễn Thị Vạn từ đầu trận đấu phải nói là rất nổi bật. Di chuyển rộng làm chủ khu vực giữa sân và có rất nhiều những tình huống dứt điểm đa dạng. Hai bàn thắng cùng màn trình diễn tuyệt vời là những gì chúng ta có thể thấy trong một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 mà Nguyễn Thị Vạn đã thể hiện. Vào lúc này thì có lẽ là ưu tiên của các cầu thủ nữ Indonesia là phá bóng càng xa khung thành của đội nhà càng tốt. Còn phía trên họ có kiểm soát được bóng hay không thì không quan trọng nữa rồi, bởi vì vào lúc này các cầu thủ Indonesia đã gần như dồn hết toàn bộ quân số về khu vực trước khung thành đội nhà để lo chống đỡ những pha tấn công của các cô gái Việt Nam. Thêm một pha lên bóng nữa ở bên phía cánh trái của đội tuyển nữ Việt Nam. Không được. Người vừa đánh đầu trượt là Tuyết Dung. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua, chúng ta đang dẫn 3-0. Thời gian vẫn còn rất nhiều và hy vọng về một chiến thắng đậm dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là vẫn còn rất nhiều. Đây là thủ môn Boma của đội tuyển nữ Indonesia. Trong ít phút thì Boma đã liên tục phải vào lưới nhận bóng tới 2 lần. Lúc này thì đội tuyển Indonesia đã để đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỷ số 3-0. Bóng đá nữ Indonesia không được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á. Ở SEA Games 29 năm 2017 thì họ cũng không góp mặt. Tuyển nữ Việt
Việt Nam đang phối hợp khá thoải mái. Một đường truyền ở phía trên cho Tuyết Dung. Các cầu thủ nữ Indonesia có lẽ chỉ nỗ lực phá bóng lên thật xa khung thành. Đây là thủ môn Khổng Thị Hằng, thủ môn đang thi đấu cho câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam. Năm nay huấn luyện viên Mai Đức Chung mang tới SEA Games 30 hai thủ môn. Ngoài Khổng Thị Hằng còn có sự góp mặt của Trần Thị Kim Thành, thủ môn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Vẫn là đội tuyển nữ Việt Nam không được. Sau khi Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ thì Trần Thị Kim Thành đang cho thấy là một sự thay thế xứng đáng, không chỉ trong áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 mà còn ở áo của đội tuyển nữ Việt Nam. Từ đầu cho đến giờ thì thủ môn Khổng Thị Hằng của Việt Nam gần như không phải làm việc, bởi vì đội tuyển nữ Indonesia không có một tình huống pha tấn công nào có thể áp sát được khung thành của Khổng Thị Hằng. Họ đang mải lo chống đỡ những pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội tuyển nữ Indonesia có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân mang áo số 14 là Rusn Diana và người rời sân là Punama, cầu thủ mang áo số 6. Có thể thấy là trong những tình huống phòng ngự của đội tuyển nữ Indonesia thì họ dường như bị mất phương hướng, không biết kèm cầu thủ nào của đội tuyển nữ Việt Nam, khi mà Tuyết Dung liên tục có tầm hoạt động rộng và khiến cho các cầu thủ nữ Indonesia rất khó khăn trong việc phán đoán vị trí và những tình huống của các cầu thủ nữ Việt Nam, và điều đó đã gây rất nhiều rối loạn cho hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Indonesia. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Indonesia vừa có một sự thay đổi người mà chúng ta có thể dễ hiểu khi hậu vệ số 6 Nulali là người thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, và trong những phút đã qua thì đã liên tục gặp khó khăn với sự cơ động của hai tiền vệ cánh của đội tuyển nữ Việt Nam. Một sự thay đổi người từ khá sớm. Đây là Phạm Thị Tươi. Đường truyền không vượt qua được một cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Indonesia. Lúc này thì đã có một cầu thủ bên phía các cô gái áo đỏ đang bị đau. Đó là Bait Saliha, tiền vệ mang áo số 20. Pha tạt cánh của Phạm Thị Tươi, bóng đã đi thẳng vào người của Saliha. Ngăn chặn những pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển nữ Việt Nam ở bên phía cánh phải, và đội tuyển nữ Indonesia đã có sự thay đổi người, và cầu thủ Lali Punama đã rời sân khi mà chị đã chơi không tốt trong khoảng thời gian xuất hiện từ đầu trận đấu, và thay vào đó là Rusn Diana. Ban huấn luyện của đội tuyển nữ Indonesia hy vọng là với sự có mặt của Rusn Diana thì khả năng phòng ngự của các cô áo đỏ sẽ được tăng cường. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía đội tuyển nữ Việt Nam. Những bàn thắng trong trận đấu này được chúng tôi cập nhật qua ứng dụng VTV Sports cũng như trang web thể thao.vtv.vn. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại.
ngoài việc toàn thắng các cầu thủ nữ Indonesia tại đấu trường SEA Games, thì tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam cũng toàn thắng đội tuyển nữ Indonesia, thậm chí chúng ta có những chiến thắng rất đậm. Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2011 thì chúng ta đã thắng Indonesia với tỷ số 14-0. Và tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2018 chúng ta vượt qua Indonesia với tỷ số 6-0. Mới đây nhất tại giải đấu năm 2019 thì chúng ta thắng Indonesia với tỷ số là 7-0. Toàn là những chiến thắng đậm. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ Việt Nam tiếp tục mong chờ một chiến thắng đậm nữa của các áo trắng trước Indonesia. Đây là một pha phối hợp tấn công bên phía cánh trái của các cô gái áo đỏ. Một đường truyền vào trong, không được. Không dễ dàng để có thể xâm nhập khu vực 16m50 của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là một trong số rất ít ỏi những cơ hội lên bóng tiếp cận khung thành của thủ môn Khổng Thị Hằng của đội tuyển nữ Indonesia. Nguyễn Thị Liễu, đường truyền cho Tuyết Dung nhưng Tuyết Dung đã không di chuyển. Có lẽ vừa rồi Tuyết Dung sợ việt vị. Các cô gái của chúng ta vẫn đang ép sân hoàn toàn, nhưng cũng cần phải rất cẩn trọng với những pha phản công của đội tuyển nữ Indonesia. Mặc dù cơ hội để cho các cầu thủ áo đỏ phản công là rất ít ỏi, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Chúng ta vẫn cần phải chơi hết sức tập trung và cần phải tôn trọng đối thủ và không được lơ là trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu. Nguyễn Thị Vạn vẫn là các cô gái Việt Nam. Đường truyền dài chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải, và đây là Tuyết Dung. Pha xử lý không tốt của cầu thủ mang áo số 7. Thủ môn của đội tuyển nữ Indonesia từ đầu cho đến giờ rõ ràng là phải hoạt động vất vả hơn Khổng Thị Hằng rất nhiều. Thủ môn này đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn số bàn thua cho đội nhà, và nhiều lúc chúng ta đã thấy chị nỗ lực có những tình huống cản phá bóng bằng chân khá thú vị. Vẫn là các cầu thủ nữ Việt Nam. Lần này cú căng ngang là không tốt. Nguyễn Thị Liễu đã lấy được bóng. Đây là cơ hội cho Tuyết Dung. Không được. Có lẽ Tuyết Dung hơi chần chừ. Có cảm giác như trong những phút vừa qua Tuyết Dung hơi nhát bóng. Có thể là chị sợ bị chấn thương chăng? Chị đang thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo và trước một đối thủ không được đánh giá cao, không gặp quá nhiều áp lực, thì có lẽ là việc các cầu thủ nghĩ về khả năng bị chấn thương là điều rất dễ xảy ra và chúng ta cũng nên thông cảm. Có lẽ ban huấn luyện cũng đã căn dặn các cầu thủ, ngoài việc ghi được nhiều bàn thắng nhất có thể, cần phải giữ chân, bởi chúng ta còn những trận đấu quan trọng hơn ở phía trước. Tiêu Dung, lần này là một quả tạt. Quả tạt là hơi mạnh. Còn khoảng 10 phút nữa hiệp một của trận đấu sẽ khép lại. Chúng ta đang dẫn 3-0. Trong số 3 bàn thắng cho đến hiệp này của các cầu thủ Việt Nam, có 2 pha lập công của Nguyễn Thị Vạn và còn lại được ghi do công của Tuyết Dung. Đường truyền của Nguyễn Thị Vạn liên tục là những quả tạt.
ta vẫn đang tấn công khá đều ở hai cánh. Thêm một nỗ lực không thành công của các cô gái Indonesia. Cố gắng vừa rồi là của Saliha với cái đầy ít phút đã bị đau. Có thể thấy rằng ở khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 1, các cô gái chúng ta chủ yếu tấn công bên phía cánh trái, nhưng giờ đây thì hướng tấn công đã được mở rộng hơn. Đã có thêm nhiều pha bóng được đưa sang bên phía cánh phải. Và Tuyết Dung là người thường di chuyển sang bên phía cánh này để tạo ra những tình huống nguy hiểm tiếp theo hướng về phía vòng 16m50 của đội tuyển nữ Indonesia. Nguyễn Thị Liễu, chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng vượt trội. Phạm Thị Tươi, các cô gái của chúng ta đang khá thoải mái về mặt tinh thần và đã xuất hiện những pha xử bóng ngẫu hứng. Tuyết Dung vô tình được trao một cơ hội dứt điểm quá nhẹ và quá hiền. Nếu như vừa rồi Tuyết Dung dứt điểm hiểm hóc hơn thì có thể là chị đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thêm một lần nữa chúng ta thấy được sự lúng túng của các hậu vệ bên phía đội tuyển nữ Indonesia. Vừa rồi nếu Tuyết Dung dứt điểm tốt hơn thì cũng giống như Nguyễn Thị Vạn, Tuyết Dung đã có được một cú đúp. Nữ Indonesia chỉ chủ yếu tập trung phòng ngự và có lẽ mục tiêu của họ là hạn chế tối đa số bàn thua. Ngay cả khi có những pha lên bóng thì các cầu thủ Indonesia cũng không có được những tình huống xử lý cách gọn gàng. Vừa rồi thì Nguyễn Thị Liễu đã để mất bóng ở khu vực giữa sân, một cơ hội cho các cô áo đỏ. Bóng tiếp tục thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung, có thể chuyển cánh cho Hải Yến bên cánh phải. Pha phối hợp của Hải Yến và Tuyết Dung. Rất đáng tiếc là Thái Thị Thảo vừa có một pha volley nhưng điểm tiếp xúc bóng là không thật sự tốt và cô đã không thể có được một cú dứt điểm như ý. Thái Thị Thảo vừa rồi đã không vững ở trụ, có lẽ là do tác động từ mặt sân cỏ nhân tạo, mặt sân cứng, trơn. Và do đó việc giữ được trụ tốt trong những tình huống dứt điểm không phải là một điều đơn giản. Thời gian thi đấu hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối. Đội tuyển nữ của chúng ta vẫn đang dẫn trước với khoảng cách 3 bàn. Và khoảng thời gian còn lại vẫn đủ để cho các cô gái của huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể tiếp tục gia tăng cách biệt. Bảng B của môn bóng đá nữ SEA Games 30 gồm có 3 đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Và ở bảng A cũng có sự góp mặt của 3 đội là chủ nhà Philippines, Myanmar và Malaysia. Ở lượt đấu đầu tiên bảng A thì đội tuyển nữ Philippines đã hòa đội tuyển nữ Myanmar với tỷ số là 0-0. Đội tuyển nữ Myanmar cũng là một đối thủ mà chúng ta cần phải chú ý. Đó được dự báo là một trong những đối thủ có thể gây được khó khăn cho chúng ta ngoài Thái Lan. Mới đây thì bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua bóng đá nữ Thái Lan tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á. Chúng ta đã giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết năm 2019. Và giờ đây thì khát khao chinh phục tấm huy chương vàng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại SEA Games 30
càng trở nên có cơ sở hơn và hy vọng càng lớn hơn mà chúng ta vừa vượt qua được đối thủ lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á là đội tuyển nữ Thái Lan. Các cô gái của chúng ta đang rất quyết tâm để có được tấm huy chương vàng thứ 6 môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games. Hiệp một của trận đấu còn khoảng 5 phút nữa. Tuyết Dung vẫn đang hoạt động tích cực bên phía anh Lam phải. Tốc độ đã qua thì đội tuyển nữ Việt Nam có lẽ đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu ra không quá đẩy cao, đẩy nhanh tốc độ các tình huống tấn công. Ở bảng đấu còn lại thì ngoài đội tuyển nữ Myanmar thì rất có thể đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận bán kết sẽ là đội tuyển nữ Philippines, đội tuyển chủ nhà. Bóng đá nữ Việt Nam và bóng đá nữ Philippines đã có nhiều lần chạm trán và chúng ta cũng có được thành tích đối đầu vượt trội hơn. Tuy nhiên thì chúng ta không thể quên năm nay Philippines là nước chủ nhà và dù là đối thủ nào thì cũng không thể có một sự chủ quan. Đây là Vũ Thị Thúy. Bóng được đẩy sang cánh phải cho Phạm Thị Tươi và đây là Tuyết Dung. Tuyết Dung rất khéo léo. Trọng tài xác định đã không có lỗi của một hậu vệ bên phía đội tuyển Indonesia. Đường chuyền của Vũ Thị Thúy. Cú đánh đầu của Vũ Thị Nhung không có gì khó khăn cho thủ môn của đội tuyển Indonesia. Tốc độ của trận đấu là không cao nhưng chúng ta vẫn đang duy trì được lợi thế. Chúng ta đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Và phần nào đó thì cho đến lúc này, trận đấu đang diễn ra theo ý muốn của các cô áo trắng cũng như ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Chơi thong thả, không cần mất quá nhiều sức lực nhưng vẫn ghi được những bàn thắng và hạn chế chấn thương. Đó là điều mà có lẽ là ban huấn luyện đã đề ra cho các cầu thủ trước trận đấu này. Đã có tình huống phạm lỗi. Thẻ vàng đã được rút ra. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và đó là thẻ vàng dành cho Octafiani. Musti Kiana Octafiani đã phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi với Hải Yến. Quả đá phạt dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tiếp tục là một tình huống cố định nữa. Và tiếp tục có niềm hy vọng về một bàn thắng. Bóng đưa vào tầm thấp, khá nguy hiểm. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía các cô gái Việt Nam. Nhiều khả năng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số là 3-0 nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Ma Đức Chung. Hiệp 1 được bù giờ 1 phút. Hãy
Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi. Pha xử lý của Nguyễn Thị Liễu. Đường truyền của Nguyễn Thị Vạn. Vũ Thị Thúy. Không được. Nhưng bóng vẫn thuộc về kiểm soát của chúng ta. Có thể sút xa. Cú đá vừa rồi là của Thái Thị Thảo. Khoảng trống trước mặt Thái Thị Thảo là rất lớn. Và cầu thủ này đã tung ra một cú dứt điểm từ xa. Và đó cũng là tình huống cuối cùng hiệp 1 của đọ sức giữa hai đội tuyển nữ Indonesia và đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta rời sân và đang có được kết quả dẫn trước Indonesia với tỷ số là 3-0. Với một cú đúp của Nguyễn Thị Vạn và một bàn thắng của Tuyết Dung. Chúng ta vừa ghi được bàn thắng, vừa giữ được chân cho các cầu thủ và không hao tổn quá nhiều sức lực. Một hiệp đấu thành công. Mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi hiệp 2 của trận đấu này. Xanh ngời,
Thủy đã được tung vào sân và thay cho Vũ Thị Nhung. Và chúng ta còn thấy sự xuất hiện của Huỳnh Như. Đây là Nguyễn Thị Bích Thùy. Bích Thùy sẽ thi đấu bên phía hàng ngang cánh phải của đội tuyển nữ Việt Nam. Còn đây là Huỳnh Như. Huỳnh Như sẽ thi đấu cao nhất trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Thế chỗ cho Hải Yến được đưa ra nghỉ. Vẫn là một đội hình giàu sức tấn công của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và chúng ta cùng chờ đợi những bàn thắng tiếp theo sẽ đến với đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc tung Bích Thùy và Huỳnh Như vào sân thì huấn luyện viên Mai Đức Chung không giấu giếm ý đồ sẽ tiếp tục cho đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với thế trận tấn công. Chúng ta tìm kiếm thêm những bàn thắng để có được một chiến thắng cách biệt nhất có thể, tạo lợi thế trước đội tuyển nữ Thái Lan khi mà họ sẽ được thi đấu sau. Việc Bích Thùy và Huỳnh Như vào sân sẽ giúp cho sức mạnh tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam được tăng cường. Việc tung Bích Thùy và Huỳnh Như vào sân cũng là một cách để cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam giúp các học trò của mình có thể ra sân thi đấu và tích lũy thêm những kinh nghiệm, chuẩn bị cho chặng đường dài trước mắt tiếp theo. Hoàng Thị Loan vừa rồi đã có một pha tranh chấp với cầu thủ của đội bạn. Đây đang là những diễn biến trong hiệp 2 của đối sức giữa hai đội tuyển nữ Indonesia và đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu trong khổ lượt đấu thứ 2 bảng B của môn bóng đá nữ SEA Games 30. Chúng ta vẫn đang dẫn trước 3-0. Cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1 với một cú đúp của Nguyễn Thị Vạn và pha lập công còn lại là của Tuyết Dung. Nguyễn Thị Vạn, Thái Thị Thảo, rất cố gắng. Vừa rồi là nỗ lực của Vũ Thị Thúy. Trong hiệp 1 thì Vũ Thị Thúy đã có những pha lên bóng ấn tượng ở bên phía cánh trái. Và từ những quả tạt bóng của Vũ Thị Thúy thì các cầu thủ nữ Việt Nam đã có được nhiều cơ hội. Chúng ta vẫn đang làm chủ thế trận khi mà hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Huỳnh Như đã việt vị. Tiếng còi cất lên hơi chậm. Đang có sự cách biệt rất lớn giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Indonesia, trong khi chúng ta đang xếp thứ 34 trên bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển nữ Indonesia xếp ở tận vị trí thứ 93. Sự chênh lệch này đã được thể hiện rất rõ trong trận đấu ngày hôm nay giữa hai đội. Vẫn là các cô gái Việt Nam có thể dứt điểm. Thêm một bàn thắng nữa dành cho các cô gái áo trắng. Tỷ số được nâng lên 4-0 và Huỳnh Như đã tỏa sáng sau khi vào sân ở hiệp 2. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha phối hợp tốt và Huỳnh Như là người dứt điểm cuối cùng, và phối hợp với Nguyễn Thị Liễu
Một cú đá chéo góc và Huỳnh Như đã có được bàn thắng đầu tiên của mình tại môn bóng nữ SEA Games năm nay. Bàn thắng của Huỳnh Như nâng tỷ số lên 4-0 được ghi vào phút thứ 49 của trận đấu. Như vậy là sau khi được tung vào sân thì Huỳnh Như đã ngay lập tức thể hiện được mình, đã phát huy được tác dụng và đúng với mong muốn của ban huấn luyện, đã có thêm một bàn thắng nữa được ghi từ cầu thủ vào thay người Huỳnh Như. Và chúng ta cùng hy vọng là trong những phút tiếp theo, hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ chơi sắc sảo hơn nữa để có được thêm những bàn thắng. Đối đầu với những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Indonesia cũng là cơ hội để chúng ta có được những tình huống phối hợp giống như những màn đá tập, với những màn phối hợp đa dạng hơn để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng hơn ở phía trước. Khả năng xử lý bóng cá nhân của các cầu thủ nữ Indonesia cũng là không tốt. Họ thường xuyên để mất bóng ở ngay khu vực sân nhà. Vậy là trong pha phối hợp vừa rồi thì trọng tài xác định cầu thủ bên phía Indonesia, thủ áo số 9 đã rơi vào thế việt vị, đó là Maya. Chiến thắng đậm nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam từng có được trước đội tuyển nữ Indonesia, cách biệt lên tới 14 bàn, thắng 14-0. Và trong những năm vừa qua chúng ta cũng luôn có được những thắng lợi cách biệt, từ đó đã thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ của bóng đá nữ Việt Nam và bóng đá nữ Indonesia. Tình huống phá bóng không khác gì những đường truyền dành cho các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam. Pha mở bóng sang cánh trái cho Tuyết Dung. Tuyết Dung đã không theo kịp. Có lẽ Tuyết Dung cũng không cần phải quá bung sức trong những đường truyền mà mình có thể không cần phải chạy theo một cách hết sức để giữ thể lực cũng như tránh những chấn thương. Mai Anh đã bị đau. Và đợt hai này thì có thể thấy là các cầu thủ Indonesia đã chơi cố gắng hơn nhiều. Và lúc này thì các cầu áo đỏ đang cố gắng chơi phòng ngự kín kẽ, và khi có cơ hội thì họ cũng cố gắng tạo ra những pha lấy bóng hướng về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam. Và cùng với đó sự quyết liệt cũng tăng lên. Khi mà các cô gái nữ Indonesia chơi quyết liệt hơn thì chúng ta cần phải tính toán để làm sao trong những pha tranh chấp chúng ta vừa có được lợi thế vừa không để dính những chấn thương. Huỳnh Như rất tốt, tiếng còi cất lên hơi chậm, đã có lỗi việt vị. Vừa rồi Huỳnh Như đã phối hợp với đồng đội ở trung lộ với khả năng kỹ thuật tốt của mình, thì Huỳnh Như vừa có thể thực hiện những pha phối hợp với đồng đội, vừa có thể thực hiện những tình huống xử lý qua người để tạo ra được lợi thế lớn nhất trước khi dứt điểm. Pha xử lý vừa rồi là của Nguyễn Thị Liễu.
có thể thấy là các cô gái Indonesia đã chịu khó bắt người từ xa hơn. Mười phút của hiệp hai đã trôi qua, đã có thêm một bàn thắng nữa được ghi cho đội tuyển nữ Việt Nam nhờ công của Huỳnh Như. Nguyễn Thị Liễu đã bị phạm lỗi và sẽ có một quả phạt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thuộc về tầm kiểm soát của các cô gái áo trắng. Trần Thị Hồng Nhung. Đây là Vũ Thị Thúy. Đường mở biên dành cho Vũ Thị Thúy. Chuyền của Tuyết Dung, bóng không đến được vị trí của Huỳnh Như. Chuyền bóng, tình huống chuyền bóng rất thiếu an toàn bên phần sân nhà của đội tuyển Indonesia. Có thể thấy cầu thủ nữ Indonesia dường như vẫn đang thi đấu dưới một áp lực rất lớn và những pha xử lý bóng lúng túng của họ là vẫn còn. Và lúc này mặc dù đã rất cố gắng để tổ chức những pha lên bóng nhưng rõ ràng là tuyến giữa của Indonesia không cầm nhịp được trận đấu. Họ chơi rất rời rạc, không có được sự liên kết. Ngay cả trong những thời điểm quyết định thì các cầu thủ nữ Indonesia cũng không có được sự tập trung. Ngay cả khi có bóng trong chân thì sự mất tập trung đã khiến cho các cầu thủ nữ Indonesia nhiều lần để mất bóng. Huỳnh Như. Các hậu vệ của Indonesia đang cố gắng chăm sóc Huỳnh Như rất kỹ. Đường chuyền của Nguyễn Thị Liễu. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Quả phát bóng lên dành cho các cô áo đỏ. Tốc độ của trận đấu vẫn đang được duy trì ở mức trung bình. Và đó là điều cần thiết. Chúng ta vẫn đang chơi một cách khá thong thả. Và quan trọng là đã có thêm được một bàn thắng nữa. Vậy là sau khi vào sân thì Tuyết Dung, Bích Thùy sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải và Tuyết Dung sẽ đảo sang cánh trái. Trong hiệp 1 thì Tuyết Dung hoạt động rộng và hoạt động chủ yếu ở bên cánh phải nhiều hơn. Như vậy là trên hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như sẽ đá cao nhất và hỗ trợ cho Huỳnh Như là Bích Thùy và Tuyết Dung, những trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đội tuyển Mai Đức Chung rõ ràng không giấu giếm ý đồ, sẽ thi đấu quyết tâm hết sức để hướng tới một chiến thắng đậm cho đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Sự chủ động của Nguyễn Thị Liễu không được. Sau đó thì đường chuyền của Nguyễn Thị Liễu lại không tốt. Cơ hội lại được mở ra. Không được. Pha băng vào của Huỳnh Như rất tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đó là đường chuyền của Bích Thùy và chỉ một chút nữa thôi thì Huỳnh Như đã có thể chạm được chân vào bóng. Lúc này thì đội tuyển nữ Indonesia sẽ có sự thay đổi người tiếp theo. Người vào sân là cầu thủ mang áo số 12, Zaha Mudalifa. Thank you.
thế trận trong hiệp 2 cũng không có nhiều sự khác biệt so với hiệp 1. Bởi đội tuyển nữ Indonesia cũng không có những cá nhân xuất sắc để có thể xoay chuyển cục diện của trận đấu. Ngược lại thì đội tuyển nữ Việt Nam có được một lực lượng có chiều sâu và chúng ta vẫn đang thi đấu tốt. Một pha phối hợp hay, không được. Vẫn là Vũ Thị Thúy. Rất dễ dàng cho Huỳnh Như. Không có ai theo kèm Huỳnh Như trong tình huống vừa rồi, rất trống trải. Và 5-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một pha bóng như đá tập, Vũ Thị Thúy đã đưa bóng vào và Huỳnh Như đã chờ sẵn rất dễ dàng. Đây có lẽ là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Huỳnh Như. Nhưng mà trước đó thì nỗ lực của Vũ Thị Thúy đã tạo điều kiện rất tốt cho tiền đạo mang áo số 9 có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù Indonesia đã có những sự thay đổi người nhưng họ vẫn chưa thể chơi khởi sắc hơn được. Người rời sân cái đấy phút bên phía Indonesia là Wibo. Một sự thay đổi người ở hàng tiền vệ của đội bóng đỏ nhằm giúp cho tuyến giữa của đội bóng này chơi tốt hơn. Hoàng Thị Loan. Huỳnh Như. Huỳnh Như cũng đang di chuyển khá rộng. Việc Huỳnh Như di chuyển rộng sẽ kéo theo sự chú ý của các hậu vệ Indonesia và tạo điều kiện cho những đồng đội khác có thể giành chân, có thêm những bàn thắng. Huỳnh Như. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ nữ Việt Nam. Phạm Thị Tươi. Hơn 15 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Chúng ta đã có thêm 2 bàn thắng nữa kể từ hiệp 2 đến giờ. Và 2 bàn thắng đều được ghi do công của Huỳnh Như. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Và hy vọng về một chiến thắng đậm trước Indonesia là hoàn toàn có cơ sở. Các cầu thủ nữ Indonesia đang thi đấu rất bị động. Trong những tình huống phối hợp tấn công thì có thể thấy rằng khả năng phối hợp cũng như khả năng khống chế bóng của các cầu thủ nữ áo đỏ là không tốt. Đã rất nhiều lần các cầu thủ nữ Indonesia để mất bóng trong chân, một tình trạng mà họ không gặp quá nhiều áp lực. Vừa rồi đã có lỗi biệt vị, lỗi biệt vị của Huỳnh Như. Ở lượt đấu cuối cùng bảng B của môn bóng nữ, đội tuyển nữ Indonesia sẽ gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Và đó lại là một thách thức rất lớn nữa dành cho các cầu nữ Indonesia. Huỳnh Như dứt điểm. Cú đá không tốt. Mặt sân cứng và bóng nảy cao hơn so với ý muốn của Huỳnh Như. Vừa rồi Huỳnh Như có lẽ là định dứt điểm với một cú áp mu chân phải. Nhưng bóng nảy cao hơn. Đội tuyển nữ Indonesia không thể lên bóng. Và lúc này thì hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Indonesia
Nam vẫn đang chơi đầy chủ động và chúng ta vẫn đang có được khả năng phòng ngự từ xa tốt. Những pha lên bóng của các cầu thủ áo đỏ bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Vũ Thị Thúy lên công về thủ toàn diện. Nếu giành quyền vào bán kết thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu bán kết và chúng ta sẽ có lợi thế hơn đối thủ còn lại. Và có lẽ huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn sẽ có những chỉ đạo để các cầu thủ của mình giữ sức, tránh chấn thương, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở vòng đấu tiếp theo. Cơ hội! Trong những phút vừa qua thì bóng chủ yếu tập trung ở bên phía cánh phải, nơi có sự tham gia của Phạm Thị Tươi và Nguyễn Thị Bích Thùy. Quỳnh Như không được. Việt Nam với sự khéo léo và khả năng kỹ thuật vẫn đang kiểm soát tốt trận đấu. Các cầu thủ Indonesia hầu như chỉ chủ yếu lo phá bóng. Thậm chí khi có được những tình huống có thể phối hợp để tạo ra được những pha phản công thì họ cũng không biết phải làm gì. Là Nguyễn Thị Vạn có thể xuất xa. Vũ Thị Thúy. Quả phạt góc bên phía cánh phải cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong những phút qua chúng ta vẫn liên tục gây áp lực. Huỳnh Như khá nguy hiểm. Vừa rồi chút nữa đã có thêm một bàn thắng nữa cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu như một hậu vệ của họ không băng về bọc lót kịp thời. Cú đá của Huỳnh Như là rất tốt và rất hiểm. Nếu như vừa rồi có bàn thắng thì đó sẽ là một pha ghi bàn rất đẹp mắt. Pha độc diễn của Huỳnh Như. Một tình huống đến sau quả đá phạt góc của đội tuyển nữ Việt Nam. Một cầu thủ nữ của Indonesia đang bị đau, đó là người đã lùi về để cản phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Đó là Oktaviani. Oktaviani dường như đã bị choáng sau tình huống vừa rồi với cú đá khá căng của Huỳnh Như. Đang có sự trợ giúp về mặt hô hấp dành cho Oktaviani. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức giành quyền vào chơi ở vòng bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30. Chúng ta sẽ được 4 điểm. Đội tuyển nữ Indonesia vẫn chưa hết hy vọng. Ở lượt đấu cuối cùng họ gặp đội tuyển nữ Thái Lan. Và nếu giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan thì đội tuyển nữ Indonesia sẽ có vé đi tiếp. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Indonesia và đội tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 12. Và đó sẽ là một trận đấu quan trọng đối với cả hai đội. Đội tuyển nữ Thái Lan
sẽ cũng cần phải giành một chiến thắng đậm để có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội tuyển nữ Việt Nam. Còn đội tuyển nữ Indonesia thì họ vẫn hy vọng là sẽ tạo nên một bất ngờ, và nếu có thể chiến thắng Thái Lan thì đó sẽ là một điều tuyệt vời giúp cho các cô gái Indonesia có thể giành vé đi tiếp. Có lẽ với lực lượng của bóng đá nữ Indonesia thì việc giành điểm trước đội tuyển nữ Thái Lan cũng sẽ là một mục tiêu vô cùng khó khăn. Bởi đội tuyển nữ Thái Lan cũng sẽ rất quyết tâm để có được hiệu số tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Không thể triển khai một pha lên bóng ngay lập tức khi bóng tiếp cận khu vực giữa sân thì hàng phòng ngự, hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức áp sát và lấy lại bóng trong chân của đội tuyển nữ Indonesia. Sự tích cực đang được các cô gái của chúng ta không những tạo ra trên hàng công mà còn ngay từ tuyến giữa, cùng với đó là sự tập trung ở hàng thủ, đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia không có cơ hội, thậm chí là cơ hội lên bóng. Tuyết Dung vừa rồi đã rất cố gắng. Đường chuyền vừa rồi của đồng đội là hơi mạnh. Sari vào sân để thay cho Saliha bên phía Indonesia. Sari Jesela, cầu thủ mới vào sân bên phía Indonesia, là một tiền vệ. Và lúc này thì Indonesia vẫn không có được sự kiểm soát tốt ở tuyến giữa, mặc dù họ đã rất cố gắng và đã có những sự thay đổi về con người, nhưng lối chơi thì vẫn chưa thể khởi sắc lên được. Vũ Thị Thúy, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Thúy. Trọng tài vừa thổi phạt số 6 của đội tuyển nữ Việt Nam. Hơn 25 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 5-0 nhưng về phía các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Không có lỗi Việt Vị, nhưng lần này thì thủ môn của đội tuyển nữ Indonesia đã băng ra hợp lý. Boma Loffins đã băng ra. Người đã thoát xuống bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vừa rồi là Bích Thùy. Tuyết Dung, như vậy huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có sự thay đổi người tiếp theo. Người vào sân sẽ là Trần Nguyễn Bảo Châu. Một sự thay đổi người ở hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam. Trần Nguyễn Bảo Châu cũng là một cầu thủ trẻ đã thi đấu tiến bộ trong thời gian vừa qua.
màn trình diễn của Bảo Châu trong áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 là tương đối ấn tượng. Phút thứ 30 hiệp 2 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 5-0 nghiêng về phía các cầu thủ nữ Việt Nam. Một lúc này thì chúng ta đã thay 3 cầu thủ. Quả đá phạt hiếm hoi dành cho các cầu thủ nữ Indonesia. Và xử lý rất hay của Tuyết Dung. Sự chủ động và ung dung trong lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam vào lúc này vẫn đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các cô gái Indonesia. Vẫn là một lối chơi không mất quá nhiều sức lực. Chúng ta cũng đã có những sự thay đổi về con người. Trò chuyện của Nguyễn Thị Liễu. Vũ Thị Thúy. Hàng phòng ngự của Indonesia trong hiệp 2 này đã chơi tốt hơn. Họ chịu khó đeo bám hơn và dường như không còn mất phương hướng nữa. Sau khi Sari Jesela vào sân thì cầu thủ này cùng với các đồng đội của mình đã tạo ra được khả năng phòng ngự từ xa tốt hơn dành cho các cô gái Indonesia. Như vậy là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định tung Bảo Châu vào sân để thay thế vị trí của Thái Thị Thảo. Bảo Châu sẽ đá ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với Nguyễn Thị Vạn. Đây là Bích Thùy. Đường truyền vừa rồi của Bảo Châu. Pha xử lý tiếp theo là của Tuyết Dung. Đây là một trận đấu, một cơ hội để cho Bảo Châu có thể thể hiện mình. Vũ Thị Thúy. Đã có lỗi của cầu thủ Indonesia. Và phản lỗi của Mai Anh. Người bị phạm lỗi là Vũ Thị Thúy. Thêm một tình huống cố định nữa. Tuyết Dung sẽ là người đá quả phạt này dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Không có cơ hội đánh đầu dành cho Bích Thùy. Quả phạt góc dành cho các cô gái của chúng ta. Khá nguy hiểm, cơ hội
Không vào, rất tiếc. Cơ hội dành cho Bảo Châu. Nếu chính xác hơn thì Bảo Châu đã có thể có được bàn thắng. Bóng đã đi chạy cột dọc. Sau khi vào sân thì Bảo Châu đã thi đấu rất tích cực. Tuyết Dung được chuyền của Bảo Châu. Pha xử lý không thành công của Bích Thuy, nhưng đã có sự hỗ trợ của đồng đội, sự hỗ trợ của Tuyết Dung. Nỗ lực lên bóng của cầu thủ Indonesia. Rất tốt. Một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự. Vừa rồi là một trong số những tình huống tấn công hiếm hoi của cầu thủ Indonesia. Một tình huống hiếm hoi mà họ tấn công có nét. Người đã cản phá trong tình huống vừa rồi là Hồng Nhung. Hồng Nhung đã thi đấu trọn 90 phút trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, và ngày hôm nay thì cô cũng là trụ cột nơi hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Người đã gặp với Hồng Nhung ở trận đấu ra quân là Trương Thị Kiều. Hôm nay chưa được huấn luyện viên Mai Đức Chung dùng vào sân. Có lẽ huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ cho Trương Thị Kiều được nghỉ ngơi. Sự chắc chắn của Hồng Nhung và Trương Thị Kiều chính là niềm tin để giúp cho hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam an tâm hơn về khâu phòng ngự. Hôm nay Hoàng Thị Loan cũng đã thi đấu tương đối tròn vai trước một đối thủ yếu như đội tuyển nữ Indonesia. Chúng ta không phải thể hiện quá nhiều, hàng phòng ngự cũng không chịu những áp lực. Nam cùng bảng với đội tuyển nữ Indonesia, và ở môn bóng đá nam thì đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta cũng nằm cùng bảng với đội tuyển U22 Indonesia. Ngày hôm qua thì cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều có được thắng lợi thứ hai liên tiếp để xếp ở những vị trí cao nhất của bảng B. Như vậy là cả ở môn bóng đá nam và bóng đá nữ thì các đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đều ở cùng bảng với nhau. Lúc này thì tại môn bóng đá nam, U22 Thái Lan đang gặp bất lợi trước U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Vũ Thị Thúy, Tuyết Dung quả tát khá nguy hiểm. Nỗ lực vừa rồi là của Risky. Cùng giờ với trận đấu này, ở bảng A còn diễn ra cuộc đối sức giữa đội tuyển nữ Malaysia và đội tuyển nữ Philippines. Đó là trận đấu ở lượt đấu thứ hai bảng A. Dứt điểm. Đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho các cô gái Việt Nam. Rất dễ dàng. Tuyết Dung. Thêm một lần nữa thì Tuyết Dung đã làm rung mảnh lưới của đội tuyển nữ Indonesia. Và chị đã có bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cú đá nắn nót.
một cú sửa bóng bằng chân phải. Tuyết Dung đã sử dụng cái lòng trong chân phải của mình rất ngoan và không có cơ hội dành cho thủ môn của đội tuyển nữ Indonesia. Với một cầu thủ có kỹ thuật tốt như Tuyết Dung thì khoảng trống và góc sút như vậy là vô cùng thuận lợi. 6-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam, trận đấu đã bước sang phút thi đấu chính thức thứ 85. Còn khoảng 5 phút nữa thôi thì thời gian thi đấu chính thức của trận đấu sẽ kết thúc. Chúng ta vẫn tiếp tục dâng lên tấn công. Hôm nay thì Tuyết Dung đã có được 2 bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn và rất nhiều những tình huống đi bóng và tung ra những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Tuyết Dung có tầm hoạt động rất rộng. Trong hiệp 1 thì Tuyết Dung đã liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm bên phía cánh phải của đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp cùng với Vũ Thị Nhung. Và sang hiệp 2 là Bích Thùy. Bước sang hiệp 2 thì Tuyết Dung dạt sang cánh trái để nhường cánh phải lại cho Bích Thùy. Chúng ta tiếp tục có được sự cân bằng ở cả hai cánh. Trong hiệp 1 khi chơi cánh phải, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì Tuyết Dung đã có thêm được những bàn thắng. Và lúc này thì 6 bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia được ghi bởi 3 cầu thủ, đó là Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn và Huỳnh Như. Đường chuyền của Bảo Châu, Huỳnh Như. Nỗ lực của Nguyễn Thị Vạn không có lỗi. Trọng tài cho rằng các hậu vệ của đội tuyển nữ Indonesia đã không phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 18 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Thể lực của các cầu thủ nữ Indonesia đã xuống. Vừa rồi thì Mai Ang đã bị đau, có lẽ chị đã bị căng cơ. Không ai tác động vào Mai Ang. Mai Ang đang tỏ ra rất đau. Nữ Indonesia đã có một trận đấu thi đấu đầy nỗ lực, rất cố gắng. Tuy nhiên sự chênh lệch về đẳng cấp và trình độ khiến cho họ không thể tránh khỏi một trận thua đậm trước đội tuyển nữ Việt Nam. Trận thua đậm với tỷ số 0-14 trước đội tuyển nữ Việt Nam cũng là thất bại đậm nhất trong lịch sử bóng đá nữ Indonesia. Đó là trận đấu diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2011. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á. Hồng Nhung vừa rồi đã can thiệp. Hồng Nhung là đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam. Thực sự đang là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Phút thứ 89 của trận đấu. Thêm một quả đá phạt nữa dành cho các cô gái áo đỏ. Góc sút là rất rộng. Có lẽ sẽ có một cú đá thẳng về phía khung thành của đội tuyển nữ Việt Nam, khung thành của thủ môn Khổng Thị Hằng.
cú đá quá không chính xác. Khi không thể phối hợp tấn công thì các cầu thủ nữ Indonesia có lẽ chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định như thế này mà thôi. Quả đá vừa rồi là của Ruth Diana, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 1. Thêm một quả phạt nữa dành cho các cầu thủ nữ Indonesia. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Vậy là trận đấu sẽ có thêm 2 phút bù giờ. 2 phút cho những nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam và tìm kiếm thêm bàn thắng.
Nó sợ vi phạm luật pháp không? Chị hỏi vậy nghĩa là